Chào mọi người, hôm nay là một ngày rất là buồn đối với mình. Cả thế giới như sụp đổ. Hôm nay, mình mất nick Free Fire 50 triệu. Anh em ạ, đây là một cái nick tâm huyết của mình. Đã chơi hơn 14.000 trận game Free Fire. Rất nhiều skin súng. Mình đã bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư vào cái nick này. Nhưng đến hôm nay thì do mình sơ suất, đó là mình đã làm rơi mất điện thoại anh em ơi. Kiểu như là đi xe không để ý bỏ điện thoại vào túi, thế là mình quên kéo khóa nó lại rơi ra lúc nào. Mất điện thoại. Mình không biết là bằng cái cách nào đấy người ta đã bẻ khóa điện thoại của mình và lấy được cái ác game này. Rất nhiều skin súng, rất nhiều trang phục của mình luôn. Khi mất điện thoại thì mình cũng đã nhanh tay là đổi hết tài khoản mật khẩu Google, YouTube cũng như là Facebook. Thế là may mắn là cũng giữ lại được những cái quan trọng. Nhưng mà mất một cái ác game 50 triệu đồng, một cái ác rất tâm huyết của mình. Mình đã dành thời gian vào nó. Mình đã dùng cái nick đó từ những ngày đầu chơi game Free Fire. Hôm nay thật sự rất buồn. Ác thì cũng đã mất rồi. Có lẽ là Kẹo sẽ mua một cái ác mới để làm video cho anh em. Thôi thì mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi, vì có fan ở đây rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta đã có mặt tại shopsikẹo.vn. Có lẽ là mình sẽ quên đi anh em ơi, quên đi cái ác cũ. Và ngày hôm nay sẽ là một khởi đầu mới này. Hôm nay thì có lẽ là Kẹo sẽ thử vận may xem hiện tại thì cái shop ác của mình đây. Đó là có thử vận may Free Fire 50k, cơ hội trúng ác VIP. Thì sẽ thử xem. Biết đâu đấy thì trong cái rủi có cái may. Biết đâu thì với 50.000 mình có cơ hội trúng được một cái ác nó xịn sò chẳng hạn này. Ok, mua cái tài khoản đầu tiên này. Thôi, hôm nay thì có lẽ là mình sẽ mua thêm mấy cái ác nữa nhở. Tí nữa thì tặng cho anh em luôn đó mà. Ok, sẽ lựa một cái ác bất kỳ đi. Này, rồi nhá. Vậy là mới mua có 3 ác hả? Mua nữa luôn ngại gì. Hiện tại thì thử vận may Free Fire 50k bên Kẹo đang có rất là nhiều nhá. Anh em có thể là truy cập vào shopsikẹo.vn, anh em thử vận may. Với 50.000 anh em sẽ có cơ hội trúng ác hầu như là full skin súng này, full trang phục này. Đấy, cơ hội rất là cao luôn. Mấy cái ác mà Kẹo vừa mua này thì lát sẽ mở sau nhá. Và cũng lâu lắm rồi nhở, không tặng kim cương cho anh em đúng không nào? Đây là vòng quay kim cương nhá. Hôm nay thì mình sẽ thử vận may để xem là hôm nay có trúng nhiều kim cương không, để còn gửi tặng kim cương cho anh em chứ nhở. Đây, lần quay đầu tiên với 70k nha. 950 kim cương. Lãi xương xương nhở. Rồi nha, chúng ta sẽ tiếp tục chơi. Ok, ui, phát 2 trúng 3.050 kim cương luôn. Vãi, ngon thế. Ui, anh em ơi, bạn nào tí mà muốn Kẹo tặng kim cương thì anh em comment cái ID game luôn nhá. Tí nữa xong video tôi tặng cho anh em, cho 10 bạn may mắn nhất nhá. Ok. Úi dồi ôi, lại trúng phát nữa. Để xem nào. Ui, ui, lại thêm phát 3.050 kim cương luôn. Ui, 9k kim cương rồi. Mỗi lần quay hết có 70.000. Đây anh em ấy đang giấy đỏ, chơi nữa đi, ngại gì. Nào, hóng nào anh em. Ui ui ui, thôi. 100 kim cương. Nào để coi, 85 kim cương. Ui, toạch thế. Sao toạch thế? Chúng nê. Ủi vãi lại 85 kim cương. Thôi hỏng. Phát này hỏng hẳn anh em ạ. Kẹo nghĩ là đây, chắc là mình sẽ xem như nào, tiếp tục thử vận may đi, phát cuối đi. Nào. Ui 100 kim cương. Ui lại lỗ, thôi không chơi nữa. Rồi nha, thì bây giờ là đây, mình vào cái tài khoản đã mua để xem 5 cái ác lúc nãy nha. Ok. Thì đây nó sẽ là những cái ác thử vận may Free Fire 50k. Nãy thì Kẹo có mua 5 ác mà. Chắc là mình sẽ thử lấy một ác thôi. Còn lại thì anh em vào xem anh em may mắn nhận được cái ác ngon hay không là do anh em nhé. Ok, ở đây thì quay ngang màn hình ra cho nó dễ nhìn để lấy mật khẩu. Và anh em ơi, chắc là mình sẽ thử luôn cái ác đầu tiên cho nó lẹ. Đó, có tài khoản này, có mật khẩu này, cũng như là thông tin bổ sung, đó là những cái code cho mỗi lần đăng nhập nha mọi người.
Tức là anh em mua xong ARK thì các bạn hãy đổi thông tin ARK thì anh em có thể là đăng nhập bình thường, hoặc là anh em dùng mã đăng nhập nhanh thì được 10 lần nhá. Đây là những cái tài khoản phía dưới đây, mấy cái tài khoản ở dưới này kẹo tặng cho anh em hết luôn, xem là anh em có may mắn được không nhở. Bạn nào mà thấy nó trôi nhanh quá thì anh em có thể là chụp ảnh màn hình lại, hoặc là các bạn tạm dừng video. Đó, có tài khoản, mật khẩu cũng như là thông tin bổ sung đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, những cái ARK này tôi tặng cho anh em nhé. Bạn nào vào được thì các bạn hãy nhanh tay comment bên dưới cảm ơn kẹo nha. Ok, tài khoản mật khẩu, thông tin bổ sung là những cái code vô cùng là rõ ràng luôn. Và kẹo giải thích thêm, những cái code mà ở trong mục thông tin bổ sung chính là 10 code đăng nhập nhanh, tức là các bạn không cần xác thực số điện thoại gì cả. Tức là trong 10 lần đầu tiên đấy anh em đăng nhập thì các bạn hãy đổi thông tin tài khoản là anh em chơi game bình thường thôi. Rồi nha, ok. Và đây, mình sẽ sao chép tài khoản, đăng nhập thử luôn cái ARK đầu tiên xem là chúng ta sẽ được cái ARK nào đây. Đây, dán cái tài khoản vào, cũng như là mật khẩu nữa. Đây sẽ là mật khẩu nhá. Ok, sao chép này, dán luôn này. Đó, rồi và đăng nhập thôi mọi người. Lúc này thì sẽ cần mã xác thực. Và anh em vào cho mình cái mục thông tin bổ sung, các bạn copy cái code, đó là gồm 8 chữ số. Sau đấy thì đây, sao chép và dán vào đây, cái ô trống này, thì các bạn đăng nhập bình thường thôi. À, anh em lưu ý với kẹo đấy là 10 cái code này sẽ hỗ trợ cho anh em đăng nhập nhanh 10 lần thôi, thế nên là các bạn đăng nhập được thì anh em vào ARK anh em đổi thông tin là các bạn chơi game như tài khoản bình thường thôi. Rồi nhá. Ồ, đây chính là cái ARK mới mà mình sẽ sử dụng đây. 321 này, 881 này, 293, đó là cái ID của ARK. Rồi nhá. Và tên thì chắc là tí nữa lấy cái phần kim cương trúng thưởng đấy, thì kẹo nạp kim cương xong là mình sẽ đổi tên cũng như là tặng kim cương cho anh em đấy nhỉ. Ui, ARK ngon phết, đừng đùa, 50.000 này, anh em thấy không ạ? Ui, cũng nhiều trang phục phết nhở, chỉ với 50.000 đồng mà đây bao nhiêu trang phục đây. Đó, quần nữa này, vô tư anh em ạ. Rất nhiều những cái bộ trang phục để cho kẹo có thể gọi là thay đổi. Cũng như là đây, nếu mà theo set đồ đây, có 6 cái set đồ đây. À, mà cái ARK này trước nữ xài đây là, anh em thấy không, toàn đồ của nữ này. Nhân vật thì ARK này nó thiếu một số những cái nhân vật mới, còn lại thì khá là ok. Trợ thủ là có cái con chó này. Oh, chó này full cấp rồi nha anh em ơi, chó máy full cấp nha. Cũng như là đây sẽ là cái con báo này, báo cũng full cấp nha anh em. Và có thêm mỗi con một skin hay sao ấy. À, và đây nó sẽ là nền này, cũng như là tôi sẽ show luôn cho anh em ảnh nhá. Đó, và hòm sắt này đây, cũng như là đây, các bạn thấy không ạ, ba lô này. Nói chung là với 50.000 mua được cái ARK này ngon vãi luôn nhở. Thế thì anh em còn chần chừ gì nữa mà không vào ngay shopsikẹo.vn thử vận may, thề luôn nó ngon này. Và lướt này, tôi phải nói là cái ARK này ngon trong tầm giá luôn. Đấy, đối với những cái đồ thế này thì ít nhất ARK nó phải tầm khoảng là cả củ anh em ạ. Đấy, cả triệu đâu, mà hôm nay mua chỉ có mỗi 50.000, ngon không? À, và đây mọi người, thêm được mấy cái skin lựu nữa. Ngoài ra thì chỉ là những cái skin súng trang trí thôi, thì kẹo không sâu này. Đó, phương tiện này, có skin xe máy xe bốc luôn. Đó, skin xe túc túc cũng như là hành động thì cũng có một vài cái hành động. 50.000 đồng ngon anh em ạ, thật sự luôn. Anh em mua ở đâu được cái ARK 50.000 đồng ngon như thế này. Rồi nha, đấy là thử vận may thì nó cũng hên xui, mà công nhận là hôm nay mình hên thật, mua được cái ARK ngon thế. Và đây mọi người, để rút kim cương thì các bạn sẽ vào mục đó là thông tin cá nhân. Đó, sau đấy thì anh em lựa chọn cho mình cái mục đó là rút quà mở dương, và chọn những cái gói rút kim cương. Ok, đấy nha mọi người, bây giờ thì kẹo sẽ nạp kim cương vào ARK này, có 9.510 kim cương nhá. Chọn gói kim cương cần rút đây, mình rút tầm khoảng là 950 kim cương thôi. Đấy, xong là đây là ID game mới của mình này. Anh em có thể là tìm kiếm kẹo theo cái ID game này nhá, 321 này, 881 và 293. Ok, thì chúng ta thực hiện cái mục rút kim cương đó. Và kim cương trên shop của sĩ kẹo đó là duyệt tự động luôn nha, nên là anh em cứ vô tư đấy. Các bạn quay vòng quay kim cương, anh em nổ hũ nhận được bao nhiêu kim cương rút bay đấy luôn, không cần lo. Rồi nhá. Và đây, thì anh em thấy không ạ, có thêm mục tin nhắn nữa để cho anh em phản hồi. Ví dụ như là rút kim cương mà có lỗi thì các bạn có thể là nhấn vào đây gửi tin nhắn luôn.
Rất là ok. Và đây thì các bạn có thể là load lại trang để xem lại xem là cái trạng thái mà rút kim cương đã thành công chưa. Đấy, như vậy là đã hoàn thành. Và mọi người ơi, tầm này thì đấy nhá, vào game xem là kim cương đã được cộng vào tài khoản chưa nha anh em ơi. Rút thì phải nói là bên mình xử lý tự động nên là rút kim cương rất là nhanh. À, tặng nhân vật Avaro mới này. Ok, tuyệt vời luôn. Và đây anh em, mình sẽ đổi một cái tên đi. Đây, đổi tên thì chắc là mình sẽ lựa chọn là SK nhở. SK nó là cái kiểu như là cái tên đầu của quân đoàn mình á. Xong là thêm Free Fire này, thêm sĩ kẹo nữa nhở. Hợp lý luôn. Đây là tên mới của kẹo nha. Ok. Và đó, với 50.000 hôm nay thì có một cái ác mới cũng ngon ngon nhở. Nên là kẹo cũng khá là vui. Rồi nha. Anh em, đến phần quà dành cho anh em. Đấy là các bạn hãy comment cái ID game nha. Và lúc nãy thì trong tài khoản của kẹo hình như là còn hơn 8.000 kim cương gì đấy. Thì mình sẽ tặng kim cương ngẫu nhiên cho 10 bạn may mắn nhất nhá. Thế nên là anh em ơi, anh em xem video thì các bạn like, các bạn chia sẻ video giúp mình và comment ID game để nhận kim cương miễn phí nha. À, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.